Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, thật là một vinh dự cho chúng tôi được có mặt ngày hôm nay với quý vị. Thì lúc nãy chị Lê Điệp nói rồi, nhưng mà tôi thích nói cho tôi lặp lại một lần nữa. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ có 3 tuần để mà tổ chức cái sinh hoạt ngày hôm nay. Và 2 tuần trước quý vị đã nhận được cái thư mời của chúng tôi là nhà hàng không biển đúng không ạ? Dạ, lúc đó chúng tôi chỉ order có 5 bàn mà còn không...